phận người tôi ta, hãy ca tụng danh thánh Chúa ta từ giờ đây cho tới ngàn đời. Hãy ca ngợi danh thánh Chúa trời. Chọn lành cuối trông nhìn luôn khắp đất trời. Quản gia phung phí bạc tiền của người chủ nhà, đến khi biết là sắp bị loại ra liền toan tính ra. Anh ta nghĩ là cuộc đất thì lười ăn mày hồ người, liền gấp cho mời những người thiếu nợ tính toán theo thời. Không gia nhân nào cũng làm tôi được hai chủ, hoặc ghét người này để lòng yêu mến người kia, mến người kia. Anh em không thể vừa làm tiến với của, lại cùng tôn thờ và hằng yêu mến Chúa Trời, mến Chúa Trời. Người đời thật khôn, con cái phân hồn chẳng hề khéo bằng. Các con nhớ rằng sức tiền và năng mà không vinh hằng, nên đem số tiền kết lấy bàn hiền mua liền triều thiên. Phong lúc không tiền ai đời thánh thiền đón dưỡng ngay liền. Không gia nhân nào cũng làm tôi được hai chủ, hoặc ghét người này để lòng yêu mến người kia, mến người kia. Anh em không thể vừa làm tôi tiến với của,
trong giữ lời, nếu ai nuốt lời những chuyện nhỏ vơi, chuyện to dễ rơi. Ai không tin thành đối với chuyện đời, đâu còn lòng tham, nên khó trao dành những điều quý thật, lỡ mất sao đành. Gia nhân nào cũng làm tôi được khai chủ, hoặc ghét người này để lòng yêu mến người kia, anh em không thể vừa làm tôi tiến với của, lại cùng tôn thờ và hằng yêu mến Chúa Trời.